Thưa quý vị, Iran và Israel đã chuyển từ đồng minh thành đối thủ, đặc biệt là sau cách mạng Hồi giáo Iran. Cuộc tấn công vào tòa lãnh sự thuộc Đại sứ quán Iran ở Syria của Israel và vụ trả đũa của Iran đã khiến tình hình căng thẳng hơn nữa. Vậy vì sao Iran và Israel từ đồng minh trước đây lại mâu thuẫn, trở thành đối thủ đối đầu ở Trung Đông? Đêm 13 tháng 4 và dạng sáng 14 tháng 4, Iran đã phóng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo tấn công Israel Tehran cho biết đây là hành động đáp trả của không kích vào Đại sứ quán của Iran ở Damas hồi đầu tháng này. Theo đài phát thanh quốc tế Đức, kể từ khi phát động cuộc chiến chống Hamas ở giải Gaza vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, Israel cũng đẩy mạnh các cuộc tấn công vào các lực lượng thân Iran ở Liban và Syria. Mới nhất là cuộc tấn công ngày 1 tháng 4 vào Đại sứ quán Iran ở thủ đô Damas của Syria khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có 7 thành viên cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Iran. Iran đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công, mặc dù Israel không bình luận về vụ việc. Iran và Israel đã là đối thủ của nhau trong vài thập kỷ qua khi Tehran nói rằng họ muốn xóa tên Aviv khỏi bản đồ. Về phần bình, Israel coi Iran là đối thủ lớn nhất của mình. Trên thực tế, Israel và Iran đã từng là đồng minh trước Cách mạng hồi giáo Iran năm 1979. Iran là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận Israel sau khi nước này thành lập vào năm 1948. Israel cũng từng coi Iran là đồng minh chống lại các quốc gia Ả Rập. Trong khi đó, Iran hoan nghênh Israel như một đối trọng với các nước Ả Rập trong khu vực. Israel đã đào tạo các chuyên gia nông nghiệp Iran, cung cấp bí quyết kỹ thuật và giúp xây dựng huấn luyện các lực lượng vũ trang Iran. Iran cũng đã hỗ trợ dầu cho Israel vì nền kinh tế đang phát triển của nước này cần nhiên liệu. Không chỉ vậy, Iran là quê hương của cộng đồng Do Thái lớn thứ hai bên ngoài Israel. Sau cái mạng hồi giáo năm 1979, nhiều người do Thái đã rời bỏ Iran, nhưng hiện nay hơn 20.000 người do Thái vẫn sống ở Iran. Theo nhận định của nhóm khủng hoảng quốc tế, căng thẳng giữa Iran và Israel đã gia tăng trong nhiều năm. Câu hỏi đặt ra là quan hệ Israel-Iran thay đổi từ khi nào và nguyên nhân sâu xa từ bạn thành thù là gì? Sau khi Cách mạng hồi giáo Iran năm 1979 giúp Ayatollah Ruhollah Khomeini và các nhà cách mạng tôn giáo lên nắm quyền, Iran đã hủy bỏ tất cả các thỏa thuận trước đó với Israel. Ông Khomeini đã chỉ trích gay gắt việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ của người Hồi giáo Palestine. Dần dần, Iran áp dụng chính sách ngày càng gay gắt đối với Israel để giành sự ủng hộ của các quốc gia Ả Rập trong khu vực hoặc ít nhất là người dân trong nước. Iran rất muốn tăng cường ảnh hưởng trong khu vực. Khi Israel đưa quân vào miền Nam Liban năm 1982 để can thiệp vào cuộc nội chiến ở nước này, Nhà lãnh đạo Khomeini đã phái lực lượng về binh cách mạng Hồi giáo Iran đến thủ đô Beirut của Liban để hỗ trợ lực lượng địa phương. Lực lượng Hezbollah ngày nay được coi là lực lượng thân Iran nhất ở Liban. Nhà lãnh đạo hiện tại của Iran Ayatollah Ali Khamenei, người có tiếng nói cuối cùng trong mọi vấn đề, vẫn có thái độ phản đối Israel như những người tiền nhiệm. Cuộc tấn công Đại sứ quán Iran ở Damascus là một cuộc tấn công mới nhất trong một loạt hoạt động kể từ cuối năm 2023 nhằm vào các thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Iran nói chung và lực lượng cốt nói riêng. Israel cũng đã thực hiện nhiều lần các hoạt động bí mật nhằm làm suy yếu các chương trình hạt nhân, các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, cũng như tiến hành các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng với Iran trên biển và trên không gian mạng. Trong khi đó, Iran từ lâu đã ủng hộ nhiều nhóm vũ trang mà Israel coi là mối đe dọa. Iran đã bị Israel cáo buộc trang bị vũ khí và huấn luyện cho Hamas, không chỉ trích cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Bên cạnh đó, Tehran đã ủng hộ các hành động trên nhiều mặt trận chống Israel và Mỹ, như hành động của Houthi ở Yemen, Hezbollah ở Liban, lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq và Syria trong suốt thời gian xảy ra xung đột ở Gaza. Giữa bối cảnh xung đột ở Gaza hiện đã bước sang tháng thứ Bảy, mối quan hệ giữa hai đối thủ này có nguy cơ biến thành một cuộc đối đầu trực tiếp do đó theo nhiều nhà phân tích điều cần thiết là cả hai bên phải tránh leo thang xung đột căng thẳng, kiềm chế các hành động thiếu tính toán. Nhưng ngay cả khi hai bên thành công hạ nhiệt trong giai đoạn này, thì việc tiếp tục của xung đột ở Gaza vẫn đang đẩy Trung Đông đến bờ vực của một kịch bản thảm khốc, trong đó tất cả các bên đều gánh chịu hậu quả. Liên quan đến vụ Iran không kích Israel vừa qua, sau khi thông tin về việc Israel nhận được sự trợ giúp của các đồng minh loan đi, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 15 tháng 4 đã kêu gọi các đồng minh phương Tây bảo vệ Ukraina giống như cách họ bảo vệ Israel khỏi cuộc tấn công của Iran. Trong một đoạn video đăng tải trên tài khoản mạng xã hội X của Bộ Quốc phòng Israel sáng 16 tháng 4, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, Trung tướng Herzi Halevi cho biết, trong cuộc tấn công tối 13 tháng 4, Iran đã phóng hơn 350 máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo từ lãnh thổ Iran, cũng như từ các căn cứ ở Iraq, Yemen và Liban. Với sự trợ giúp của Mỹ, Anh, Pháp và Jordan, Israel đã bắn hạ 99% trong số đó. Tờ The Kiev Independent ngày 16 tháng 4 cho biết, sau cuộc gặp với các quan chức quân sự và an ninh hàng đầu của Ukraine, Tổng thống Zelensky nói, bằng cách bảo vệ Israel, thế giới đã chứng minh rằng sự đoàn kết giữa các đồng minh không chỉ có thể thực hiện được mà còn hiệu quả 100%. Ông Zelensky cho rằng giống như Israel, Ukraine không phải là thành viên NATO, hy vọng rằng các đồng minh sẽ làm điều tương tự để bảo vệ Ukraine. Ngành công nghiệp hàng không hiện đại đang chứng tỏ tính hiệu quả của nó. Các hệ thống phòng không hiện đại có khả năng bảo vệ con người. Điều này đã được chứng minh ở Trung Đông, khi hàng không và phòng không bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào Israel. Cả thế giới đã thấy sự bảo vệ thật sự ở đây là gì và cả thế giới cũng thấy rằng Israel không hề đơn độc trong việc phòng thủ này. Những mối đe dọa trên bầu trời cũng đã bị đồng minh tiêu diệt. Sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh phương Tây bảo vệ Ukraine giống như cách họ bảo vệ Israel khỏi cuộc tấn công gần đây của Iran, Ngoại trưởng David Cameron đã lên tiếng về việc này ông Cameron đã cảnh báo về những rủi ro khi sử dụng tài sản quân sự của Anh trong cuộc đối đầu trực tiếp với Nga. Trả lời câu hỏi tại sao không quân Hoàng gia Anh không thể bắn hạ máy bay không người lái trên bầu trời Ukraine, Ngoại trưởng David Cameron nói rằng việc đưa lực lượng NATO vào cuộc xung đột trực tiếp với quân đội Nga sẽ gây ra sự leo thang đáng lo ngại. Cuộc trò chuyện giữa người dẫn chương trình của đại LBC và Ngoại trưởng Cameron diễn ra sau khi Thủ tướng Anh Rishi Sunak xác nhận các máy bay chiến đấu của không quân Hoàng gia Anh đã bắn hạ một số máy bay không người lái của Iran đang hướng tới các mục tiêu ở Israel tối 13 tháng 4. Theo ông Cameron, điều tốt nhất mà Vương quốc Anh và các quốc gia khác có thể làm là tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Kiev. Còn việc đặt binh sĩ NATO vào tình huống xung đột trực tiếp với lực lượng Nga là một sự leo thang nguy hiểm. khi người dẫn chương trình của đài LBC đề nghị Ngoại trưởng Cameron giải thích tại sao không quân Hoàng gia Anh không thể giúp đỡ Ukraine bằng cách bắn hạ máy bay không người lái của Nga và nói thêm rằng Anh đã làm điều đó cho Israel, tại sao không phải Ukraine. Cựu Thủ tướng Anh cho biết, việc sử dụng máy bay chiến đấu không hẳn là cách tốt nhất để bắn hạ tên lửa vào máy bay không người lái, mà hệ thống phòng không sẽ hiệu quả hơn và Ukraine có nhu cầu lớn hơn trong việc tiếp cận các hệ thống phòng không, đặc biệt là hệ thống Patriot. thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tổng hợp quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại